Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 3 đoàn liên ngành do lãnh đạo các sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm trưởng đoàn thực hiện chấm điểm đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị thành phố. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Lào Cai thay đổi hình thức từ kiểm tra sang chấm điểm xếp loại, với mục đích phúc tra kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố theo bảng điểm kiểm tra ban hành kèm theo quyết định số 2050 ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thông qua công tác chấm điểm, từng bước nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền địa phương và năng lực quản lý an toàn thực phẩm của các đơn vị liên quan, đồng thời nắm bắt thuận lợi khó khăn trong việc triển khai công tác an toàn thực phẩm ở cơ sở để kịp thời điều chỉnh trong chỉ đạo điều hành cho phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là nội dung chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Huyện Bát Sát có 914 cơ sở thực phẩm, trong đó có 388 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh ngành nông nghiệp quản lý, 313 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành công thương quản lý, 213 cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố thuộc ngành y tế quản lý. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có ở hầu hết các xã, tuy nhiên vẫn tập trung phần lớn ở thị trấn, các cụm trung tâm xã Cốc San, Quang Kim, Bản Vược, Trịnh Tường, Bản Xèo, Mường Hum, Y Tý. Bắt đầu thực hiện kinh doanh từ năm 2019, cơ sở Giang Ly chuyên phục vụ ăn sáng và nhận đặt cơm lẩu cho khách lẻ, đoàn đông người tại xã Quang Kim, huyện Bát Sát. Bên cạnh việc đảm bảo về nguồn nguyên liệu, quá trình sơ chế, chế biến để các món ăn được tươi ngon phù hợp với khẩu vị của khách hàng, thì các điều kiện về cơ sở vật chất, đồ dùng trong chế biến cũng được chú trọng trang bị đảm bảo an toàn vệ sinh. Trong quá trình hoạt động thì bước đầu thì cũng có chính quyền địa phương, thứ nhất là tạo điều kiện, hai nữa là cũng tổ chức những khóa tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, và chúng tôi đã tham gia những khóa tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe định kỳ. Và trong quá trình cơ sở sản xuất thì chúng tôi cũng tự giác vệ sinh và sạch sẽ, và những cái vật dụng mà gia đình sử dụng thì cũng có vệ sinh, nó cũng đảm bảo được tương đối. Còn về thực phẩm thì chúng tôi cũng nhập những thực phẩm nó có xuất xứ nguồn gốc, đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với việc tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, thì việc kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các trường học, các hoạt động chính trị, lễ hội tại địa phương cũng được chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát và các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo phân cấp quản lý, thực hiện kiểm tra trên 800 lượt cơ sở, phát hiện 8 lượt cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện xử lý vi phạm hành chính 4 vụ với tổng số tiền phạt gần 3 triệu đồng. Tổ chức 6 lớp tập huấn kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm và các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản trên địa bàn huyện. Triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho gần 700 cơ sở, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho gần 100 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các chị nào giờ công tác an toàn thực phẩm thì bây giờ nó rất là rộng. Ví dụ như là về ăn uống, hàng hóa trôi nổi, rồi là về cái nhận thức của người dân. Đấy, nó cũng không được sâu, đối nhất đặc biệt là đối với vùng cao. Cho nên là cái công tác an toàn phẩm mà nếu không được sự quản lý chặt chẽ của các ban ngành địa phương, đoàn thể vào cuộc thì chắc chắn là nó sẽ không đạt được cái tối ưu. Chính vì vậy đã tham mưu cho huyện ủy, ban huyện là đưa ra những văn bản hướng dẫn về công tác an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ các nhà hàng, quản lý chặt chẽ các hàng trôi nổi trên địa bàn các xã, thị trấn, đặc biệt các xã. Còn tại thị xã Sapa, để đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã có sự phân công cụ thể cho các thành viên thực hiện tuyên truyền hiệu quả các kiến thức khoa học, pháp luật nhằm phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua đường thực phẩm thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông kiến thức an toàn thực phẩm tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện hiệu quả công tác ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm giữa chính quyền địa phương và hộ gia đình, tổ chức bữa ăn đông người với 314 hộ tại 16 trên 16 xã phường. Ngành nông nghiệp và công thương tổ chức ký cam kết an toàn thực phẩm cho trên 600 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, cấp thêm 62 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện văn hóa chính trị trên địa bàn cũng được thực hiện tốt
không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Đối với nhà trường chúng tôi vừa qua thì đã tiến hành khám sức khỏe cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đặc biệt là những các cái người mà phụ trách các cái bếp ăn cho học sinh thì năm nào cũng được khám sức khỏe. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thực hiện tốt cái việc mà kiểm thực ba bước, tức là đảm bảo cái việc mà thực phẩm đầu vào và thực đảm bảo cái an toàn trong quá trình chế biến và đảm bảo cái an toàn cho các em trước khi các em ăn. Sở ăn uống nhà em là cũng bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2017, thì là cái phục vụ chủ yếu là thực phẩm ăn uống, bên cạnh là ăn sáng này, cơm phở lẩu cho khách du lịch và khách địa phương khi ai có nhu cầu. Thì là bên nhà hàng cũng là đã là tuân thủ rất là nghiêm ngặt cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như giấy phép khám sức khỏe định kỳ hay là những cái vấn đề mà mình còn thiếu sót thì mình phải hoàn thiện hơn. Các vấn đề giấy phép kinh doanh hay là giấy phép hoạt động để làm sao để cho cửa hàng lại là đáp ứng tốt nhất cái vai trò cho khách hàng và khách địa phương hay là cũng như khách du lịch. Để đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, ba đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh cũng đã có buổi làm việc cùng Ủy ban nhân dân và các cơ quan ban ngành có liên quan tại địa phương, thực hiện đánh giá, phúc tra kết quả tự chấm điểm theo bảng điểm kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã trực tiếp đi kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn và một số cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và bếp ăn trường học bất kỳ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, đánh giá và chấm điểm cho thấy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm hơn đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, dần khắc phục được các tồn tại của năm trước để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Bên cạnh đó, một số huyện vẫn có số điểm tương đối thấp hoặc giảm đi từ 3 đến 7 điểm so với năm 2019. Các điểm không đạt tuyệt đối chủ yếu là do công tác xử lý các cơ sở vi phạm của các đơn vị chưa triệt để, nguồn kinh phí chính quyền địa phương cấp cho công tác an toàn thực phẩm còn thấp, chưa có đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cấp tỉnh về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua chấm điểm, kết quả có 4 đơn vị xếp loại xuất sắc là huyện Bảo Thắng, Simacai và thị xã Sapa, thành phố Lào Cai. 4 đơn vị xếp loại tốt gồm Mường Khương, Bát Sát, Văn Bàn và Bắc Hà. Một đơn vị xếp loại khá là Bảo Yên, do trong năm đã để xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm làm 60 người mắc. Ở trên địa bàn thị xã Sapa thì đã được chú trọng về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không những là đối với cơ sở và người dân mà kể cả đối với những cái loại hình dịch vụ tự phát như là homestay thì chúng tôi cũng đều quản lý chặt chẽ đối với là khi có khách đến hay là về cái công tác đảm bảo chúng tôi đều hướng dẫn đầy đủ, cho nên về cái sự cố ngộ độc và vụ ngộ độc thì hay là ca ngộ độc thực phẩm đã không xảy ra trên địa bàn thị xã Sapa. Và trong cái thời gian tiếp theo thì đối với Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tiếp tục công tác tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là công tác đảm bảo cho người dân trên địa bàn thị xã Sapa. Các cái đoàn đánh giá rất là cao với công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là cái sự quan tâm của các cái huyện ủy, thành ủy, thị ủy và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đều triển khai xây dựng kế hoạch rất chi tiết cụ thể và đã có những cái cuộc chỉ đạo cũng như là kiểm tra giám sát, và cái hệ thống mạng lưới cái công tác lãnh chỉ đạo đã đưa xuống tận tuyến xã, và tuyến xã cũng vậy, về cấp ủy chính quyền của cấp xã, phường, thị trấn cũng căn cứ các cái kế hoạch, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên đã triển khai và xây dựng các kế hoạch chi tiết cụ thể và cũng đi xuống tận cơ sở để kiểm tra giám sát. Và chính bởi vậy mà đa số các huyện đều đạt trên 90 điểm để mà tiếp tục làm tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Các huyện, thị xã, thành phố sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa một phần nguồn kinh phí cho ban chỉ đạo cũng như là cho tuyến xã. Chúng ta hoạt động nó theo một cái guồng quay và liên kết chặt chẽ. An toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế xã hội. Do đó, rất cần sự quan tâm và quản lý sát sao của chính quyền các cấp và nâng cao năng lực trình độ của các cơ quan chuyên môn cũng như sự giám sát, phát hiện và tố giác của quần chúng nhân dân. Qua công tác kiểm tra, chấm điểm, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cũng đã góp phần nâng cao được trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Chuyên mục an toàn thực phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.